sang đến cái dòng SRI thì như chiếc này thì nó được trang bị kính sapphire này các bác dùng sẽ thoải mái hơn một chút so với cái kính khoáng cứng. Đó. Cũng tương tự như chiếc vừa rồi thì em có một chiếc SRI 051 các bác nhé. Chiếc này thì nó cũng là hàng chưa dùng. Size cũng là size 42 và độ dày là 11,6. Lắc tu lắc ở đây là khoảng tầm 49 và nó hợp với các bác tay từ 16 trở lên. Đó. Bộ máy thì tương tự nhau nhưng mà chiếc này thì nó sẽ có mặt dial màu trắng và kim được uh, có màu xanh. Dòng này thì nó không có dạ quang các bạn. Có logo, ô cửa sổ lỗ tim, cơ tự động automatic và cũng dùng chung bộ máy là 4R38. Nhưng mà mặt kính của chiếc này nó là kính sapphire. Đó. Bên hông thì có núm chỉnh giờ không có logo. Còn ở mặt sau thì các bác sẽ có kính sapphire này chống nước 100m. Made in Japan ở dưới này. Và siêu đáy City ở đây dây cũng là dây thép đúc đặc và khóa có logo dây của cái dòng này thì nhìn là nó, nó sẽ vát cạnh nó sẽ vuông vuông hơn một chút máy có có tay có dừng kim dây hết rồi các bạn và 41 giờ tích cót trên này nó hợp với các bác tay 16 trở lên kính sapphire chống nước 100m cơ tự động có có tay có dương kim dây và có cả ô cửa sổ lỗ tim Trên này thì hiện tại đồng hồ Quang Lâm về là mã 6906 và giá là 5 triệu 950 nghìn. Mã 6906.